Hello, xin chào anh em. Lần trước mình cũng làm một cái video hướng dẫn anh em kiếm tiền bằng Vigo video thì thấy anh em phản hồi rất là tốt vì lượt xem trên kênh YouTube của mình cũng khá là lớn, 18.000 lượt xem và rất nhiều anh em comment hỏi về một số các phần mềm kiếm tiền khác. Đấy, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái phần mềm nữa, và trước khi đi giới thiệu đến phần mềm đấy thì mình nói qua về cái phần mềm lần trước cho anh em nào chưa biết. Đó là lần trước mình có làm một cái video về Vigo video giúp anh em kiếm tiền qua mạng rất chi là tốt và hay. Đấy, bằng chứng đây trên cái màn hình của anh em này, anh em có thể nhìn thấy cái khoản tiền của mình là đang 0,74 đô đấy, và lịch sử giao dịch này đấy, mình rút về PayPal đấy, 1 đô 1 đô 1 đô 2 đô 1 đô đấy. Dạo gần đây thì mình không làm nữa cho nên là mình không có tiền, mình cũng đã kiếm được khoảng mấy chục đô từ cái Vigo video này rồi đấy. Đây là cái video lần trước đấy, anh em nào chưa biết thì có thể xem lại cái video này, mình để ở phần mô tả dưới, mình để ở cái link video dưới phần mô tả đấy. Thì nói về phần chính, hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái phần mềm tương tự với cái phần mềm Vigo video này đấy, và nó cũng giống với cái phần mềm TikTok của Trung Quốc ấy. Đấy, thì cũng đăng video ngắn và giúp các bạn kiếm tiền, và các bạn đặc biệt các bạn phải nhớ là đều là các bạn phải dùng cái video của các bạn, video các bạn tự quay thì mới được nhiều tiền đấy. Thì đầu tiên các bạn phải tải một cái phần mềm, đó là Kawai. Đây các bạn nhìn phần mềm Kawai đấy, các bạn có thể tìm nó ở trên App Store, các bạn có thể tìm ở trên App Store hoặc là kho ứng dụng điện thoại CH Play. Đấy, các bạn chỉ cần mở cái kho ứng dụng ra, các bạn ấn tìm kiếm với cụm từ Kawai mạng xã hội video. Đấy, đây đây thì mình đã có sẵn rồi. Đấy, thì đây nó là một cái mạng Kawai này cực kỳ nổi tiếng, nó cũng khá nổi tiếng giống như mấy cái phần mềm TikTok của Trung Quốc ấy. Đấy, thì để kiếm tiền trên phần mềm này thì các bạn cũng tương tự như các cái phần mềm khác, đó là các bạn phải trước tiên các bạn phải đăng ký một cái tài khoản. Đây mình đã có sẵn tài khoản rồi, mình sẽ đăng xuất ra và đăng nhập lại cho các bạn xem. Để các bạn muốn sử dụng được cái này thì các bạn phải có tài khoản, tất cả các phần mềm kiếm tiền đều thế. Đấy, thì khi vào đây các bạn có thể đăng nhập bằng Facebook, đăng nhập bằng Zalo hoặc đăng nhập bằng Twitter. Đấy, như mình thì mình sẽ chọn đăng nhập bằng đăng nhập qua Facebook này. Đấy, các bạn cứ ấn vào Facebook này. Đấy, và các bạn ấn tiếp tục này. Tất cả các phần mềm mình giới thiệu cho các bạn là mình đã thử qua và chắc chắn là kiếm được tiền, không sợ bị spam hay là lừa đảo hay là như thế nào đấy. Đấy. Đấy, thì đây là giao diện của cái phần mềm Kawai này. Đấy, để các bạn muốn kiếm được tiền thì bước đầu tiên đó là các bạn phải quay video, đúng không? Thì nếu muốn quay video và kiếm được tiền đấy thì mình khuyên các bạn nên đổi cái hình nền, đấy, cái hình nền của các bạn này, cái hình chỉnh sửa tài liệu cá nhân này, các bạn nên để cái ảnh đại diện này mà một em nào gái nào đó sexy hoặc là một cái ảnh ảnh nào đó thật là quyến rũ đẹp thì để thu hút người xem và thu hút những người đăng ký kênh cho bạn. Đấy. Thì cái phần mềm Kawai này đấy, các bạn muốn đăng video ấy thì rất đơn giản thôi. Đây các bạn nhìn lên góc phải màn hình có một cái biểu tượng hình cái camera, các bạn có thể ấn vào đấy. Đấy, sau đó các bạn tiến hành quay. Đấy, các tiến hành quay video. Ngoài ra là ở những cái rìa màn hình của cái phần mềm này nó đã hỗ trợ cho các bạn rất nhiều cái những cái ứng dụng để các bạn chèn vào cho video độc đáo, và cái này thì cực kỳ đơn giản thì mình sẽ không nói. Đấy, mình sẽ chia sẻ cho các bạn là làm thế nào để kiếm được tiền trên cái phần mềm này. Thì muốn kiếm được tiền trên phần mềm này là video của các bạn phải hay là cái thứ nhất, cái thứ hai đó là nhiều người xem và nhiều lượt like, thì cái phần mềm này nó tính tiền là nó dựa vào cái lượt xem và lượt like của các bạn đấy, và nó sẽ tính bằng cái KCoin này, cái KCoin này đấy. Một cái KCoin này thì bằng 0,01 đô. Đấy, thì cái coin này thì bên Kawai họ tính bằng lượt xem video, lượt like video của các bạn. Đấy, ví dụ video của các bạn càng được nhiều người xem, càng nhiều người like và chia sẻ thì
cái độ gọi như là bộ bùng nổ của video càng cao ấy thì là chất lượng của video càng lớn thì nó trả cho các bạn số lượng tiền càng to. Đấy thì để các bạn muốn được làm điều đấy thì đầu tiên các bạn phải tăng cái lượt theo dõi của cái tài khoản của các bạn lên. Ấy thì có nghĩa là các bạn phải tương tác rất nhiều trên cái KOI này để các bạn lấy một số lượng người theo dõi của bạn nên thì khi đó sẽ tăng được cái lượng người xem video của các bạn lên. Đấy, để làm được điều đấy thì các đơn giản thôi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái bước những bước như đăng video với những bước chỉnh sửa video đơn giản cho nên là mình sẽ không giới thiệu nhé, mình sẽ giới thiệu cho các bạn mẹo để các bạn đăng video để có người xem và để tăng tiền thôi. Đấy. Thì để muốn tăng video để tăng tiền ấy thì đơn giản đấy, các bạn chỉ cần ở những cái giao diện trang chủ như này, ở những giao diện trang chủ như này, đấy, các bạn có thể chọn lấy một cái tài khoản người dùng nào đấy. Đây ví dụ mình thấy bạn xinh xinh này, xinh xinh này, mình ấn vào. Sau đó mình vào trang cá nhân của cái bạn này. Thì bây giờ nếu các bạn muốn tăng cái người theo dõi của các bạn thì các bạn sẽ đi theo dõi người ta. Có nghĩa là bạn để cái hình nền của các bạn thật là xinh gái và các bạn đi kết bạn với người khác thì về sau họ sẽ phản hồi và cũng rất nhiều người sẽ kết bạn lại với bạn. Đấy, khi có nhiều người theo dõi bạn nên thì khi bạn đăng video lên thì là chắc chắn là sẽ rất nhiều người xem cái video của bạn. Đấy. Ví dụ như đây, các bạn ấn vào chữ 6,7k người theo dõi này. Đấy, các bạn sẽ thấy một list những người theo dõi cái bạn này. Thì các bạn sẽ ấn theo dõi những cái người này. Đấy, bây giờ các bạn sẽ ấn theo dõi các người này. Đấy. Thì khi các bạn ấn theo dõi các người này, mình đảm bảo với các bạn là tài khoản của các bạn cũng sẽ tăng cái người theo dõi này lên. Đấy, tại vì khi các bạn theo dõi người ta cũng sẽ có thể nhiều người sẽ đồng ý và theo dõi lại. Thì khi đấy là cái lượng tương tác tài khoản của các bạn sẽ tăng lên. Đấy, và khi đấy là ở video của bạn tải lên sẽ được nhiều người xem. Đấy, cách đơn giản đấy. Đây là cách tăng tăng người theo dõi thật cho cái tài khoản Kawaii. Đấy, ok. Đấy, mình sẽ đấy là cách đơn giản đấy là cực kỳ hiệu quả. Đấy nó là cái cách duy nhất mà các bạn có thể lấy được những cái sub thật. Đấy, sau khi các bạn đã có một số lượng cái người sub theo dõi các bạn ổn rồi thì các bạn phải kèm theo đấy là những nội dung video của các bạn nên các bạn tự quay video của các bạn thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, chứ nếu các bạn lấy từ video từ trên mạng về cũng có thể là nó có được coi nhưng mà thường là ít đấy, mà cái Kawaii nó trả cho các bạn thì thường không lắm bao nhiêu. Đấy, ok, đấy là mình sẽ nói qua cho các bạn về cái cơ cấu hoạt động của cái phần mềm Kawaii này đấy. Là các bạn phải đăng video của các bạn tự đăng tự quay, cái thứ hai là các bạn nên đi theo dõi nhiều người và để người ta phản hồi hồi lại, người ta cũng theo dõi lại bạn để tăng sub cho các bạn lên. Đấy, thì khi các bạn tăng sub lên thì video của các bạn đăng lên sẽ được nhiều tương tác. Đấy. Còn đâu bây giờ mình sẽ nói cho các bạn biết cách rút tiền như thế nào. Thì ở đây các bạn có nhìn có chữ túi tiền đây đúng không? Thì để rút được tiền cái phần mềm này thì các bạn phải có tối thiểu mỗi lần rút là 5 đô. Đấy, để và các bạn muốn rút được tiền ấy thì các bạn phải có tài khoản PayPal. PayPal ấy, thầy nếu mà bạn nào chưa biết cách rút tiền tới tài khoản, nếu như các bạn nào mà chưa biết cách tạo tài khoản PayPal thì có thể xem ở phần mô tả video mình có thể để mình để video hướng dẫn tạo tài khoản PayPal ngay ở bên dưới rồi. Đấy, nếu bạn nào chưa biết thì có thể dùng tài khoản PayPal. Đấy, thì bây giờ hiện tại cái Kwai nó chỉ có rút tiền trên tài khoản PayPal chứ không có là cách dễ nhất, chứ còn đâu là tài khoản ngân hàng thì mình chưa rút bao giờ và khả năng là cũng không rút được. Đấy, ok. Thì đây là cái phần mềm này, là đây là mình đang dùng cái link clone để hướng dẫn các bạn thôi, còn đâu là những cái phần mềm mình hướng dẫn các bạn chắc chắn 100% là đều kiếm được tiền. Đấy, và để mong các bạn là hãy chăm chỉ và làm rồi hãng cào phím. Đấy, nhiều bạn rất là chưa chưa gì đã lao vào xong chửi bới thế này thế kia không tốt. Và mình nếu các bạn nào tin tưởng thì hãy xem, còn đã không tin tưởng thì không nên xem. Đấy. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em cái video đơn giản với mà một cái phần mềm đơn giản này thôi để anh em có thể kiếm được một ít đồng uống cà phê ăn sáng. Đấy. Nếu anh em thấy hay ấy, cho mình một like và một nhấn đăng ký kênh.
Đấy, cảm ơn anh em đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.